One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DES, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào các bạn, chỉ một tháng trước, cuộc xung đột ở dải Gaza đã có một sự kiện nghiêm trọng diễn ra. Các lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công các tàu có liên quan đến Israel trên Biển Đỏ và kiểm soát một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất trong thương mại quốc tế. Các con tàu đã bị tấn công, đạn đã được bắn và máy bay không người lái đã được triển khai đồng loạt. Hải quân của nhiều quốc gia, bao gồm cả Hải quân Hoa Kỳ, đã phản kháng một cách vô cùng chậm trễ và thiếu chủ động. Điều này đã dẫn đến sự đình trệ nghiêm trọng trong giao thương biển quốc tế. Các công ty vận tải lớn nhất thế giới đã ngừng lưu thông hàng hóa qua đường Suez và Biển Đỏ. Hải quân Hoa Kỳ sau đó đã phải di chuyển một nhóm tàu chiến từ Vịnh Ba Tư sang Vịnh Aden. Đồng thời, một lực lượng hải quân mới đã được hình thành từ 10 quốc gia nhằm mục đích bảo vệ tuyến đường này. Tuy nhiên, về phía Mỹ, họ không muốn bị cuốn vào cuộc xung đột ở Yemen. Trong khi đó, các quốc gia láng giềng khác lại đang phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn. Ai Cập đang trải qua khó khăn về kinh tế, Iran đang tìm cách tìm kiếm đòn bẩy mới. Ả Rập Xê Út thì đang duy trì hiệp định ngừng giao tranh với Houthi. Trung Quốc thì đang hưởng thụ, đứng nhìn Hải quân Hoa Kỳ phải chật vật với những khó khăn. UAE có mong muốn tăng cường ảnh hưởng của mình, nhưng họ lại không muốn tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Nói chung, Biển Đỏ là nơi hội tụ đầy đủ các lĩnh vực về địa lý, kinh tế, công nghệ và địa chính trị. Houthi đã tuyên bố tàu Mỹ là mục tiêu và họ đang đưa ra những biện pháp để đe dọa sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, họ cũng đang đụng vào một thách thức lớn khi đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ từ phía Hải quân Hoa Kỳ. Để nền kinh tế toàn cầu phát triển một cách nhanh chóng, thì quá trình thương mại phải được diễn ra liên tục. Có khoảng 80% tất cả hàng hóa quốc tế được vận chuyển bằng đường biển. Và để kinh doanh phát triển, tàu phải di chuyển nhanh chóng và chi phí phải được kiểm soát khi đến cảng đích. Tuy nhiên, tàu thường gặp một số trở ngại khi đi qua các eo biển hẹp và Biển Đỏ là một trong những đoạn đường như vậy. Biển Đỏ có hai điểm quan trọng cần đi qua. Đầu tiên là kênh Suez ở phía Bắc và thứ hai là eo biển Bab al-Mandab ở phía Nam. Đây là những khu vực hẹp và quan trọng khiến cho việc đi lại của tàu phải được chú ý đặc biệt. Khoảng 12% thương mại toàn cầu diễn ra qua con đường này, chiếm khoảng 20% lưu lượng vận tải quốc tế. Đáng chú ý, khoảng 10% dầu biển và 8% khí đốt hóa lỏng trên thế giới đều được vận chuyển qua tuyến đường biển này. Tuy nhiên, lực lượng Houthi từ Yemen đã khiến con đường này không thể hoạt động và lưu thông bằng cách triển khai sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và tàu tấn công nhanh. Ở điểm hẹp nhất, eo biển Bab al-Mandab chỉ có chiều rộng khoảng 29 km và đó là nơi các cuộc xung đột đã diễn ra. Houthi đã trực tiếp tấn công vào ít nhất 12 tàu thương mại đang đi qua khu vực này, phóng hơn 100 máy bay không người lái và tên lửa. Đây là những con tàu đến từ hơn 10 quốc gia khác nhau. Houthi cho biết, mục đích của các cuộc tấn công là để ủng hộ người Palestine, nhưng đồng thời, đó cũng là một đòn đánh chính trị chiến lược của Iran đối với Mỹ và Israel. Để hiểu rõ hơn, nên biết rằng Hezbollah cũng là một đồng minh của Iran và họ đang có ít nhất 130.000 tên lửa đang hướng vào Israel. Tuy nhiên, Iran không thể sử dụng sức mạnh của Hezbollah để tấn công Israel một cách thiếu kế hoạch, vì điều này sẽ gây ra phản ứng quân sự mạnh mẽ từ phía Mỹ. Do đó, thay vì sử dụng Hezbollah, Iran đã chọn tấn công bằng các phương tiện khác. Biển Đỏ là một vùng mà Iran đang có tầm ảnh hưởng và quyền lực đáng kể trong những năm gần đây. Điều này có được chủ yếu nhờ vào Houthi. Đây giống như một động thái quan trọng trong trò chơi chiến lược địa chính trị toàn cầu. Bất kể dựa vào các động thái chiến lược, thì các cuộc tấn công của Houthi đều là gây ra một thiệt hại lớn cho giao thương biển và buộc các nền kinh tế mạnh mẽ trên thế giới phải xem xét lại hệ thống cung ứng toàn cầu của họ. Nhằm đưa ra được các biện pháp phong tỏa biển hiệu quả, 4 trong số 5 công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới đã tạm ngừng lưu thông qua Biển Đỏ. Các công ty này bao gồm Maersk của Đan Mạch, CMA-CGM của Pháp, Hapag-Lloyd của Đức và MSC của Thụy Sĩ. Tổng quan, những công ty này đang chiếm hơn 50% tỷ lệ năng lực vận chuyển hàng hóa toàn cầu. Công ty dầu khí đa quốc gia BP cũng đã ngừng lưu thông qua Biển Đỏ. Nếu các công ty năng lượng khác cũng làm điều tương tự, thì nguồn cung cấp dầu và khí đốt có thể đối diện với nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng. Các tàu chở hàng giữa châu Âu và châu Á hiện đang phải chọn lựa quay lại sử dụng mũi Hảo Vọng, một tuyến đường mà trước đây ít được sử dụng khi kênh Suez được mở cửa từ hơn 50 năm trước. Tuy nhiên, việc sử dụng tuyến đường này làm tăng quãng đường vận chuyển lên đến 7.400 km, cũng như làm kéo dài thêm 14 ngày thời gian di chuyển. Điều này gây ra chi phí thêm hàng triệu đô la cho nhiên liệu và các chi phí bảo hiểm khác.
Kể từ khi khủng hoảng bắt đầu, Hải quân Hoa Kỳ đã di chuyển tàu sân bay Eisenhower và hạm đội của họ vào vịnh Aden. Hiện nay, Washington đang tập hợp một liên minh quốc tế để đảm bảo an toàn cho các công ty vận chuyển và ngăn chặn các cuộc phong tỏa của Houthi. Tuy nhiên, đây là một sự cam kết toàn cầu không bền vững. Anh đã đồng ý triển khai tàu, nhưng Pháp, Ý và Tây Ban Nha thì lại từ chối tham gia. Đáng chú ý là Ai Cập, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng vắng mặt. Trung Quốc đang sở hữu một lực lượng tàu chiến ở Djibouti cũng từ chối tham gia vào liên minh. Chính vì vậy, những lực lượng còn lại của liên minh thì không phải là một lực lượng mạnh mẽ và đủ lớn. Mỗi bên đều có lý do riêng để từ chối cuộc chiến dịch này của Mỹ. Một trong những lý do chủ yếu đó chính là chi phí và việc triển khai lực lượng hải quân phương Tây sử dụng trang thiết bị đắt tiền để chống lại máy bay không người lái giá rẻ là một điều thừa thãi. Gần đây, Hải quân Pháp đã bắn một tên lửa đất đối không Aster 15 trị giá hơn 1 triệu đô la để bắn hạ một máy bay không người lái kiểu Shahed chỉ có giá khoảng 20.000 đô la. Điều này không phải là kế hoạch hợp lý khi phải sử dụng một vũ khí triệu đô để tiêu diệt một loại máy bay không người lái giá rẻ. Một drone có thể gây hại cho một tàu thương mại cũng có giá khoảng 1 triệu đô la, giống như chi phí của một vũ khí triệu đô. Do đó, có nhiều yếu tố cần xem xét từ mọi phía, và điều này làm cho tình hình chiến trường trở nên phức tạp. Tổng thể, nhiệm vụ hải quân của Hoa Kỳ được đặt tên là Operation Prosperity Guardian sẽ là tăng cường an ninh ở gần eo biển Bab al-Mandab trong quá trình họ hộ tống các tàu đi qua khu vực. Tuy nhiên điều này là vẫn chưa đủ đối với các doanh nghiệp thương mại. Hộ tống tàu qua một eo biển hẹp sẽ mang lại những rắc rối và nguy hiểm trong quá trình vận chuyển vì điều này sẽ vô tình khiến các tàu tụ tập lại ở Biển Đỏ hoặc Biển Ả Rập, tạo điều kiện thuận lợi cho Houthi tấn công. Mặc dù chỉ là một tổ chức quân sự nhỏ bé, nhưng Houthi lại đang sở hữu các tên lửa đất đối không chống máy bay giá rẻ nhưng rất mạnh, có thể bay được xa tới 1.400 km. Loại tên lửa này bay ở độ cao và tốc độ lớn hơn so với tên lửa hành trình, do đó phạm vi mà Houthi có thể tấn công vào các tàu sẽ lớn hơn. Việc tập hợp các tàu thương mại vào một khu vực duy nhất sẽ làm cho chúng trở thành một mục tiêu có thể bị tiêu diệt hàng loạt một cách dễ dàng. Hơn nữa, ngành công nghiệp vận chuyển đang phải chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19. Do đó, chi phí bảo hiểm cho việc vận chuyển ở Biển Đỏ đã tăng từ 0,07% giá trị của tàu lên đến 0,7%, tăng gấp 10 lần trong vòng một tháng. Đặc biệt, đối với các tàu chở dầu, giá trị hàng trăm triệu đô la thì khoản chi phí này thực sự là rất đắt đỏ. Ví dụ một tàu chở dầu trị giá 130 triệu đô la sẽ có phí bảo hiểm là 910.000 đô la so với trước đây chỉ là 91.000 đô la. Vì vậy, các công ty vận chuyển đang xem xét khả năng lựa chọn tuyến đường đi quanh bờ Nam Châu Phi. Mặc dù con đường này dài hơn nhưng được coi là thực tế và tiết kiệm chi phí hơn so với việc sử dụng Biển Đỏ. Để đảm bảo sự an toàn cho các tập đoàn vận chuyển và khôi phục an ninh biển, chính phủ Biden đang xem xét mở rộng thêm các hoạt động quân sự nhằm mục đích ứng phó với Houthi. Tuy nhiên, điều này sẽ đồng nghĩa với việc sức mạnh chiến lược ở những nơi khác sẽ bị thiếu hụt, đặc biệt là sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Trung Quốc và Nga. Để hiểu rõ hơn, Houthi là một giáo phái Hồi giáo Shia thiểu số tại Bắc Yemen. Họ xuất hiện lần đầu tiên như một nhóm nổi loạn và chiến đấu chống lại chính phủ liên bang vào những năm 1990. Tuy nhiên, sau cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập vào năm 2012, chính phủ liên bang Yemen đã bị lật đổ. Houthi đã nhận được nguồn tài chính và vũ khí lớn từ Iran và họ đã nhanh chóng tạo ra một lực lượng quân sự mới mạnh mẽ hơn. Từ năm 2014, họ kiểm soát thủ đô Sana'a nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận là chính phủ hợp pháp của Yemen. Mặc dù vậy, Houthi vẫn kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ của Yemen và khoảng 70% dân số. Nhiều cộng đồng quốc tế đã ít chú ý đến xung đột ở Yemen, nhưng giờ đây nó sắp đối mặt với một thách thức thực tế. Chính phủ Ai Cập có thể phải đối mặt với mất mát kinh tế lớn nếu họ không nhận được khoảng 10 tỷ đô la mỗi năm từ các khoản phí trung chuyển qua kênh Suez. Tuy nhiên, với sự ngang ngược của Houthi, giao thông hàng hải qua kênh Suez cũng đã bị ngừng lại. Điều này đã ảnh hưởng đến ổn định kinh tế và có thể làm đảo lộn ổn định chính trị ở Ai Cập. Trong khi đó, có một điều đáng chú ý, Ả Rập Xê Út hoàn toàn vắng mặt khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại. Ả Rập đã chiến đấu với Houthi từ năm 2015, nhưng khi trang thiết bị chiến đấu của Houthi trở nên mạnh mẽ hơn, họ đã rút lui khỏi cuộc chiến. Quan trọng nhất, Ả Rập đang có những căm giận đối với Mỹ vì phản ứng lưỡng lự của họ trước các cuộc tấn công của Houthi vào cơ sở dầu mỏ của Ả Rập. Để trả đũa cho điều này, lãnh đạo Ả Rập đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán hòa bình với Houthi nhằm tách ra hoàn toàn khỏi chiến trường ở Yemen. Ở phía bán đảo, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang hỗ trợ một phe đối lập trong cuộc xung đột ở Yemen. Vì Houthi đang kiểm soát một phần lãnh thổ xa xôi của Yemen,
UAE vẫn coi khu vực đó như một vùng đất có thể chiếm đóng và sẵn lòng tham gia chiến đấu để bảo vệ lợi ích của họ. Tuy nhiên, họ không muốn tham gia trực tiếp vào trận chiến. Thay vào đó, các đại sứ quán UAE đang đàm phán và thỏa thuận với các nhà lập pháp ở Washington để chấp thuận các hành động quân sự của Mỹ chống lại cơ sở và căn cứ của Houthi. Tổng cộng, thương mại biển quốc tế là một mạng lưới phức tạp. Sự tác động của Houthi đối với giao thông hàng hải ở khu vực Trung Đông đã khiến châu Âu chuyển hướng từ việc sử dụng dầu khí đốt từ Nga sang năng lượng biển và đi qua Biển Đỏ. Điều này có nghĩa là với sự tác động này tiếp tục kéo dài thì ảnh hưởng đối với châu Âu và các cam kết ở Ukraine sẽ càng trở nên nặng nề hơn. Đến nay, Hải quân quốc tế của Mỹ đã để lại những ấn tượng tiêu cực đối với Houthi chỉ vì sự xa cách về vị trí và sự hỗ trợ từ Iran. Có khả năng lớn rằng Houthi sẽ tiếp tục triển khai các cuộc tấn công của họ miễn là không có sự phản kháng mạnh mẽ nào diễn ra. Thực tế, Houthi có thể đang cảm thấy mạnh mẽ và quyền lực hơn khi sự tác động của họ vào các tuyến đường biển đã tăng cường vị thế địa chính trị của họ. Houthi và người Iran nhận ra rằng Hoa Kỳ không muốn bị cuốn vào cuộc xung đột ở Yemen. Houthi là một cấu trúc tổ chức phi tập trung, điều này có nghĩa là họ không có bất kỳ mục tiêu hoặc tài sản cụ thể nào có thể bị tấn công và làm giảm khả năng chiến đấu của họ. Do đó, chiến tranh với Houthi sẽ là một chiến dịch kéo dài mà không dự đoán được hồi kết. Đây là điều Mỹ không mong muốn ở thời điểm này, đặc biệt là Nga và Trung Quốc đang là những quốc gia ưu tiên quan trọng mà Mỹ sẽ cần tập trung tất cả lực lượng của mình để ứng phó. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi nhanh chóng nếu một cuộc tấn công của Houthi dẫn đến thương vong của người Mỹ. Biden sẽ bị ép buộc phải thực hiện biện pháp phản công, mang theo những hậu quả không mong muốn và không thể được dự đoán trong tương lai. Thậm chí nếu không có điều đó, các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ có thể làm hủy hoại nền kinh tế toàn cầu nếu không được giải quyết. Chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng này nằm ở Iran như đã từng và vẫn là như vậy. Ngân quỹ, vũ khí và thậm chí là chiến thuật của Houthi đều bắt nguồn từ nguồn cung cấp là Iran. Houthi đã trở thành một lực lượng đại diện trung thành cho Iran và những mục tiêu của họ. Houthi thậm chí lựa chọn khẩu hiệu chiến tranh của Tehran, Death to the US, Death to Israel, cái chết cho Mỹ, chết cho Israel, là khẩu hiệu chính thức của họ.